chị em gia đình Hoa Dâm Bụt và những lần tự làm nhau nhụt. Này để ta trả tiền cho. Thôi để ta trả tiền. Không ơi em trả tiền. Để ta trả cho. Thế tiền đâu? Thì thôi trả đi. Nhớ mày đẹp lắm. Đẹp không? Quê là quê, chúng mình quê nhiều. Khi mà em tiến gần đến thì em lại thấy các bạn ấy hơi né né. Bạn nói gì ạ? Ví dụ như cái bạn mà tặng em túi nem chua là bạn ấy này. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lên đèn luôn. Mà ôm gửi em biết thế không, em phải đi chỗ khác luôn. Nhất định không được. Nói đến những hội bạn thân lầy lội trong showbiz Việt mà không nhắc đến gia đình Hoa Dâm Bụt là một thiếu sót lớn khi quy tụ những con người có máu lầy đậm sâu. Đến thở thôi cũng làm khán giả cười nghiêng ngả. Đặc biệt là những lần làm nhau nhụt lại càng khiến khán giả cười đến sang chấn tâm lý. Trong một lần đang livestream, Đức Phúc vừa thấy Hòa Minzy bước đến là vội kể sự quê không hề nhẹ của mình bởi fan của Hòa tạo nên. Cụ thể, sau một đêm diễn, Đức Phúc bước ra về thì thấy một nhóm các bạn fan đứng đợi trước cổng. Trên tay là hai bó hoa tươi thắm màu đỏ và trắng. Là một nghệ sĩ có tiếng trong showbiz, vậy nên nghiễm nhiên Đức Phúc đã hiên ngang đi đến nhận mà không chút e dè. Nhưng người tính không bằng trời tính. Càng đi đến, hai bạn ôm hoa càng né. Đến khi Đức Phúc đi qua luôn rồi cũng không thấy dấu hiệu nào là kêu lại tặng hai bó hoa đó, thế là anh chàng chưng hửng đi về. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thì chỉ quê nhẹ rồi nhưng không. Một lát sau Đức Phúc đã thấy Hòa Minzy đi vào với hai bó hoa đấy trên tay. Quê là quê không biết để đâu cho hết. Đấy, hai bạn cầm bó hoa. Thế em bình thường là nếu như theo phản xạ là em sẽ tiến đến để em nhận. Nhưng ở đằng này khi mà em tiến gần đến thì em lại thấy các bạn ấy hơi né né. Thì hóa ra lúc sau chị cầm hai bó hoa đấy em mới biết đấy là các chị. Đến câu chuyện của Erik bị rơi tóc giả thì trong chương trình About Me của Gian Erik đã tâm sự rằng hôm đấy đi diễn, Erik đã đeo tóc giả cho đẹp. Lúc diễn xong thì do là ghim tóc giả lâu nên bị đau đầu. Vậy là Erik đã tháo keo hở hững ra. Diễn xong rồi Erik kiểu không chịu được cái kẹp đã tháo ra nhưng mà vẫn để cái tóc đấy ở trên đầu. Lại Đức Phúc giật ra luôn. Là lúc đấy là rất là mắc cười ở cái lúc đấy, nhưng mà ở cái clip này là bọn mình đã quay lại rồi. Đã quay lại để mà chứ không thể nào mà tự dưng mà ở đâu mà có cái máy quay sẵn đứng ở ngoài mặt thang máy thế. Đức Phúc không biết lại bất đó rơi ra luôn. Vậy là cả ba chị em được dịp cười nghiêng ngả. Nhưng điều các bạn không biết đó là chiếc clip các bạn xem đã được bộ ba này lầy lội diễn lại sau khi đã cười đến đau bụng vì sự việc đấy. Rồi rồi, mày xong rồi. Sao? Nghệ sĩ? Tâm sinh. Còn một lần khác thì đi ăn nhưng cái nết hay làm bộ dành trả tiền của Đức Phúc. Trong khi trong người không có đồng nào thì an phần để Erik trả đi. Nhưng không, còn dành tới dành lui. Đến khi Erik nhường cho trả thật thì quê quay đi chỗ khác bảo trả đi. Còn cái lần Erik đi diễn làm rơi mic để lộ hát nhất trên sân khấu, tưởng đâu chị em lại bênh nhau. Nhưng Hòa Minzy trong lần đi diễn kế tiếp lại khịa rằng mình hát live chứ không như ai kia hát nhép rơi mic. Đúng là ba chị em nhà này không cần làm gì, chỉ cần ngồi nói chuyện thôi cũng mắc cười. Bạn có thấy thế không? Cùng bình luận bên dưới nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.